Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hiện tại thì cái tool Bebot Hello từ Name SE tới iPhone X thì đã trở lại rồi nha anh em. Thì trước thì bị Apple nó fix thì khoảng thời gian là tầm 1 tháng đó anh em. Thì hiện tại thì đã có tool mới nó ra rồi. Thì cái tool này thì nó mới ra nên giá nó còn khá cao nha anh em. Thì cái link mình sẽ để ở dưới cái video nha anh em. Rồi anh em tải cái link về thì nó có hai cái file này, một file tool và một file để giao jack. Thì anh em cũng như là các cái tool trước thì anh em mở tool lên và check nó con nào nó báo support thì anh em tiến hành giao jack. Rồi sau đó như con này là con lock thì nó báo là sim lock không support thì con này làm không được nha anh em. Rồi anh em cứ check lên, nếu con nào mà nó báo support á thì anh em tiến hành giao jack. Thì trong cái tool nó có thứ một luôn là cái gian bản 2.1 này, anh em cứ tiến hành giao jack bình thường. Rồi sau đó gỡ cái số series này qua mình order. Thì cái đây thời gian nó đợi tới hơi lâu nha mọi người. Thì đợi tầm tới 12 giờ chứ không phải là như mấy cái tool trước. Tại vì cái tool này nó mới ra đó thì giá nó cũng khá là cao, anh em cân nhắc trước khi làm. Nói chung là mình đưa cái giá để anh em tham khảo thôi, chứ còn chắc phải đợi cho tool nó giảm giá xuống, chứ còn giá hiện tại là nó khá cao nên cái đây mình nghĩ là anh em cũng không làm nổi đâu. Vì tại vì con name SE CX Plus mà xéo trên 20k, còn iPhone 7 thì bể trên 50k, thì cái đây để anh em mua main sạch anh cloud là xài khỏe hơn. Nói chung là anh em phải đợi cho cái tool nó ổn định rồi giá nó sẽ hạ lần xuống. Cũng như là mấy cái tool đợt trước lúc đầu nó mới ra thì giá nó là khá cao, nhưng sau thời gian thì nó sẽ giảm giá xuống nha anh em. Nói chung anh em đợi, phải đợi nha. Đây là cái nhóm của mình, anh em có thể vào đây tham gia trao đổi và cập nhật những cái gì mới nhất thì mình đều chia sẻ lên đây nha anh em. Rồi thì mình thông báo cho anh em là cái tool 6S tới X thì nó đã hoạt động trở lại, nhưng mà giá cao. Thì lúc trước thì anh em hỏi mình rất là nhiều, thì anh em nào theo dõi mình á thì sẽ xem được cái video này là sẽ biết được là tình trạng VWAP nó tới đâu nha anh em. Còn đối với dòng cao từ A12 trở lên á thì hiện tại thì từ XR tới 15 Pro Max thì nó chỉ hỗ trợ từ iOS 14 tới iOS 16.6.1. Còn cao hơn hoặc thấp hơn là nó không hỗ trợ. Trước thì cách đây á tầm 2 tuần thì Apple nó mới fix bản iOS 17. Thì hiện tại thì nó sẽ tụt lùi lại là nó nằm trong khoảng iOS 14 tới iOS 16.6.1. Thì trên tool trên Mac, chứ còn trên Win thì nó không cho order nữa. Thì trên Mac thì anh em dùng cái tool SMD để anh em có thể vào đây nè. SMD, anh em dùng SMD là anh em tải về trên Mac rồi anh em chết. Thì đây mình chỉ cho trang web nha anh em, chứ còn cái tool này thì nó dùng ở trên Mac cho trên Win là không được. Rồi anh em đây thì nó hiện cái tool này, anh em tải cái bản đây là nó báo là báo cũ rồi nè, nhưng hiện tại nó hỗ trợ tới iOS 14 tới 16.6.1. Nhưng mà iOS 17 thì con nào mà bấm vào á, kém mé vào thì chết, nó sắp bọt thì vẫn hỗ trợ luôn nha. Rồi thì mình cập nhật tin tức cho anh em thôi. Thì cái đây là cái tool mới này, anh em chắc nghĩ cái giá này tham khảo thôi, chắc cũng không em nào, anh em nào làm đâu, tại giá là giá khá cao mà. Rồi anh em đợi cho giá nó hạ xuống nha. Rồi nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Rồi tạm biệt tất cả các anh em.